Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion, và mình là Hồng Phong đến từ Coi68. Rất là vui thì ngày hôm nay lại được dịp ngồi nói chuyện với các bạn về những gì xảy ra trong thị trường vừa qua. Nhưng mà trước khi bắt đầu với cái nội dung chính của phần hôm nay thì sẽ gửi lời chào đến một nhân vật rất là quen thuộc của DeFi Discussion thôi. Xin chào Nguyên. Ok, xin chào tất cả các anh em đang đồng hành cùng với DeFi Discussion tuần này. Và rất là vui khi hôm nay lại có cơ hội để ngồi xuống trò chuyện với Phong, và cũng có một cái cơ hội để chia sẻ với các bạn đang nghe DeFi Discussion những cái thông tin cũng như là những cái góc nhìn mà bọn mình đã thu thập được ở trong một tuần vừa qua. Thì hy vọng là giống như những cái tập trước đây thôi, thì DeFi Discussion vẫn sẽ có thể mang lại cho anh em những cái giá trị đâu đó. Yeah. Và thực ra thì nếu như mà vài tuần vừa qua các bạn có nghe DeFi Discussion thì chắc cũng nhận ra là hàm lượng tech nó đang khá là dày đặc trong những cái nội dung đấy. Thực ra đấy cũng không phải là một chuyện xấu gì cả, nó chỉ là hơi khó để consume thôi. Cho nên là tuần này khi mà mình trở lại thì mình rất vui là có thể mang đến một cái câu chuyện nó, sao nhỉ, gần gũi hơn, nó đời thường hơn, nó dễ hiểu hơn, nó gần gũi hơn với mọi người. Thì chắc là không dài dòng nữa, cái câu chuyện mà bọn mình mang đến muốn lôi ra để mổ xẻ vào bàn luận ngày hôm nay á, đó là câu chuyện về cái, nói như nào cho nhẹ nhàng nhỉ, một vài cái nếu mà các bạn có theo dõi thị trường thời gian tuần vừa qua thì sẽ thấy là có khá nhiều dự án, tổ chức, cộng đồng DAO tuyên bố là sẽ phải dừng hoạt động tại vì nhiều lý do. Nhưng mà về thực ra thì lý do quan trọng nhất thì nó cũng quay trở lại hai câu chuyện thôi, một là hết tiền và thứ hai là không còn người dùng nữa. Thì nó cũng dẫn đến cái lý do đầu tiên là hết tiền. Có thể kể đến một số dự án như là Fuji Finance, là làm về lending cross-chain này, Now DAO hoặc là Floor DAO hoặc là Vesta. Vesta thì cái vụ này chắc cũng ồn ào nhiều hơn. Và nhiều cái tên nữa trong thời gian vừa qua thì đúng là bear market nó khó thở hơn rất là nhiều so với các dự án. Nhưng mà từ phía Nguyên á, thì Nguyên có nghe ngóng được gì từ những cái dự án như này không? Là mình có, nếu mà là một người theo dõi nhiều như Nguyên á, thì Nguyên có nghĩ trước là những cái dự án này nó sẽ phải đến mức mà phải dừng hoạt động như này không? Thực sự ra thì nếu như mà để gọi là đưa ra những cái dự báo là cái dự án A, dự án B hay dự án C gì đó nó sẽ giải thể, thì cụ thể một cái tên á, thì rất là khó. Thì chúng ta rất là nói gì nói thì câu chuyện nội bộ của mỗi dự án thì chúng ta cũng rất là khó để có thể nắm hết toàn bộ. Nhưng mà với cái việc là cái thị trường nó đang có những cái không chỉ riêng gì crypto DeFi đâu ha, thì chúng ta đã thấy cái áp lực chung của thị trường tài chính truyền thống á, thì cái áp lực đó cũng rất là dễ hiểu và nó là một cái xu hướng có thể dự báo được. Tức là chúng ta không biết được là cụ thể dự án A, dự án B, dự án C gì đó họ sẽ giải thể đâu, nhưng mà chúng ta biết được là trong cái giai đoạn này khi mà thanh khoản nó gặp vấn đề, dòng tiền thì nó gặp vấn đề, các cái activity, các cái hoạt động ở trên các cái chain thì nó không còn được sôi nổi nữa, thì cái việc giải thể của các cái dự án trong crypto thì nó là một cái hệ quả tất yếu thôi. Thì cái này thì cái yếu tố về cái khía cạnh này thì có thể dự báo được. Thì đó là những cái góc nhìn từ phía mình liên quan đến cái câu chuyện này. Yeah. Và thực ra thì cái câu chuyện là nói đến đây thì chắc là mình rẽ ngang xong một chút, là cái đợt vừa rồi á, thì chắc là mọi người cũng để ý là có khá nhiều gọi là sự kiện lớn về crypto đi, gọi là event á, sự kiện event á, thì từ Hàn Quốc này, Korean Blockchain Week, xong là ngay sau đấy là Lia Park tại Việt Nam, rồi ngay sau đấy là Token 2049, trong những sự kiện crypto thuộc hàng lớn nhất thế giới, rồi ngay sau đấy là ở Malaysia cũng có một sự kiện về crypto. Thì mình là người đại diện Coi68 tham gia Token 2049 thì nói như thế nào nhỉ? Nó là một cái bức tranh khá là kỳ lạ trong cái thời gian bear market như thế này. Đó là cái số lượng dự án tham gia năm nay, tức là người ta tham gia vào dự án, người ta đặt bút tại đấy thì người ta phải bỏ tiền, người ta phải trả tiền để có một cái slot ở trong cái sự kiện như vậy, thì thậm chí nó còn nhiều hơn năm ngoái, nó còn nhiều hơn năm 2022. Và cảm giác là cái việc mà spend tiền để marketing ở trong những cái sự kiện như vậy của dự án á, thì nó lại còn nhiều hơn, đặc biệt là các sàn giao dịch. Nhưng mà
quay trở lại câu chuyện đấy thì thực ra trên ngang cái chia sẻ của Phong một xíu, tức là chắc là anh em nghe đến đây thì cũng sẽ thấy là hai cái luồng thông tin nó sẽ hơi ngược chiều nhau một xíu, tức là chúng ta thấy là rất là nhiều những cái dự án về cơ bản thì họ đang tuyên bố là bọn tôi bỏ cuộc, nhưng mà về những cái hoạt động chung ở các cái sự kiện như hồi nãy Phong có chia sẻ thì chúng ta cũng có thể thấy là thì ra nó cũng có một cái yếu tố sôi động, cho nên là cái đó cũng là một trong những cái lý do mà tại sao mà bọn mình nghĩ ra cái topic tuần này, hay là một cái câu hỏi thôi, hay là cái việc là chúng ta đang ở đâu, cái chu kỳ nào, chúng ta đang ở giai đoạn nào, dựa trên những cái thông tin mà chúng ta đang có được. Thì đó là một cái chen ngang một xíu để chúng ta dẫn về cái chủ đề chính của tuần này. Nhưng mà cái câu chuyện là gì, tại sao mình lại mention đến cái việc mà các dự án spend tiền ra để làm marketing? Thì dưới quan sát của mình, những bên mà spend tiền vẫn còn tiền để spend, vẫn còn tiền để acquire user trong thời điểm hiện tại ấy, là những bên có một cái mô hình kinh doanh rất là rõ ràng, một cái dòng tiền rất là rõ ràng, một cái nơi để mà họ extract được cái profit từ cái thị trường này. Đầu tiên phải nói là sàn, các sàn giao dịch vẫn sống khỏe, vẫn còn nhiều tiền. Đặc biệt là ở đây thì có thể nói là OKX chẳng hạn đi. Về cái mức độ chịu chi trong cái chiến dịch marketing thì chắc là mọi người không phải bàn được rồi. Hoặc là những sàn giao dịch khác cũng làm như vậy. Thì nó quay trở lại câu chuyện là mọi người nói, bọn mình đã từng nói trước đây khá lâu rồi, đó là cái mô hình kinh doanh của sàn là một cái mô hình mà bền vững nhất trong cái thị trường này. Còn khi mà quay nhìn lại thì điểm chung của những cái dự án mà mình có nói là khúc đầu á, là những dự án mà phải giải thể vì tiêu chí hoạt động á, nó liên quan đến những cái nó về DeFi, ví dụ như là Fuji Finance thì là Lending Blockchain chẳng hạn, hoặc là những cái dự án DAO, thì những cái dự án đấy á, theo nguyên nhá, thì cái dòng tiền của họ là họ kiếm được lấy cái tiền vận hành cũng như là tiền expand nó từ đâu mà ra. Thực sự ra thì cái này nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái mức độ sôi động của cái blockchain khi mà dự án này họ đặt cái sản phẩm của mình dựa trên đó. Ví dụ như các cái DEX chẳng hạn, thì chúng ta nói nhiều với nhau về cái câu chuyện là người chơi crypto thì thường sẽ có xu hướng là giao dịch nhiều, trade nhiều, đúng không? Hay mà dùng cái từ gọi là dân giả thì nó gọi là cái từ gambling một xíu, thì cái đó nó sẽ là một cái nhu cầu rất là bền vững, có thể gọi là bền vững chẳng hạn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, thực sự nếu mà chúng ta quay lại, chúng ta nhìn lại cái activity của các cái sàn ha, kể cả DEX, kể cả CX luôn, thì chúng ta thấy là cái volume nó cũng đã giảm. Và với một cái nhu cầu mà nó có thể coi là mặc định của một cái thị trường tài chính là cái nhu cầu trade đi chẳng hạn, nhu cầu kiếm lời, nhu cầu profit đi, mà nó còn có cái mức độ sôi động nó bị giảm xuống như vậy, thì với những cái hoạt động mà nó mang tính gọi là nó khó hiểu hơn chẳng hạn, ví dụ như là lending chẳng hạn, thì người dùng sẽ họ tại vì lending thì ít nhiều thì nó cũng sẽ cần thêm một vài cái kiến thức phổ thông liên quan đến lãi suất, rồi những cái ví dụ như là tỷ lệ thế chấp, rồi đòn bẩy các thứ, thì nó sẽ yêu cầu người dùng có một cái nền tảng kiến thức nó cao hơn một xíu, thì từ đó nó sẽ kén user hơn đó. Thì với những cái nhu cầu phổ thông như là trade thì chúng ta đã thấy là nó thậm chí nó còn giảm cái mức độ hoạt động, và với những cái nhu cầu mà nó phức tạp hơn như là lending chẳng hạn, thì cái tập user nó có thể nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Thì back lại cái câu hỏi hồi nãy, chúng ta thấy là hầu hết các cái product khi mà họ muốn có một cái nguồn kinh phí gì đó chẳng hạn để duy trì cái hoạt động, hoặc là gọi là có cái dòng tiền để tái phân bổ lại để khuyến khích những cái hoạt động cho người dùng, khuyến khích người dùng để sử dụng cái sản phẩm, thì họ cần ít nhất là người dùng cũng phải sử dụng cái sản phẩm của họ để họ có một cái nguồn doanh thu, thu từ những cái phí chẳng hạn. Ví dụ như là thực hiện cái vị thế lending thì người ta sẽ thu cái lãi suất dựa trên cái vị thế đó, rồi nó bỏ vào trong treasury, rồi từ đó mới phân bổ lên những cái chỗ khác để duy trì dự án. Thì chắc là nói đến đây thì nhiều anh em cũng hình dung ra được là tại sao phần lớn các cái dự án họ bảo là họ không thể gọi là tìm được cái product market fit, tức là một cái mô hình nó phù hợp, tức là một cái sản phẩm nó có thể tạo ra được dòng tiền. Thì chúng ta có thể hình dung được phần nào cái bức tranh đó, và với những cái hiện trạng hiện tại của thị trường á. Yeah, và thực ra là vừa nãy Nguyên có nhắc đến một cái chuyện là cái mức độ sôi động ở trên cái ecosystem mà dự án đang build. Thì thực ra là mình cũng có nói chuyện với nhiều dự án, cái đấy thì mình không kể tên ra đây được, nhưng mà chủ yếu á là
trong cái giai đoạn này á, thì đúng là gần như là những cái dự án mới ở đang build, đang phát triển á, thì gần như là không thể nào mà có được doanh thu. Họ vẫn sẽ phải spend tiền để đốt, để kiếm người dùng. Và thế là cái số tiền mà họ có để làm burn rate á, burn rate để họ spend á, thì một là đến từ fundraising, hai là sẽ đến từ những cái grant của hệ sinh thái, tức là những cái chương trình thúc đẩy, những cái chương trình gọi là khuyến khích incentive, khuyến khích incentive program để dự án có thể build ở trên đấy. Nhưng mà câu chuyện là gì, foundation thì họ cũng có giới hạn về cái khả năng hỗ trợ của họ, chứ không thể nào mà support hết được. Thì đấy, thời hồi trước là bọn mình cũng có một cái câu chuyện về những cái incentive program của cái sinh thái đó nguyên nhỉ, cách đây chắc phải hơn một năm rưỡi rồi. Nhưng mà và thực ra đến bây giờ thì nó vẫn là một cái phao cứu sinh cho dự án trong thời điểm hiện tại. Nhưng mà nói câu chuyện của dự án thì nó cũng là như thế, là ở product market fit. Nhưng mà từ phía người dùng á, thì người ta có một câu chuyện, người ta hay nói với nhau là bây giờ đang tệ là bây giờ cái vị thế của mình đã tốt hơn rồi, nhưng mà theo Nguyên thì có bây giờ có phải là cái lúc để mà kiểu vội vàng để mà mình có thể tìm kiếm một cái cơ hội đầu tư không? Hay là với Nguyên thì Nguyên vẫn khá là cẩn thận hơn trong cái thời điểm như này? Để trả lời được cái câu hỏi này thì ít nhiều mình cũng sẽ có một vài cái gọi là một cái judgment, ha, một cái gọi là một cái kết luận cụ thể. Thì có thể đây là cái kết luận của cá nhân mình thôi, thì rõ ràng là nó sẽ không được xem như là lời khuyên đầu tư, và disclaimer trước với anh em là như vậy. Thì đầu tiên á, là chúng ta phải nhìn rõ cái thị trường hiện tại, cái bối cảnh nó là như thế nào. Bối cảnh hiện tại thì dự án thì đã bắt đầu có cái xu hướng là rời bỏ cuộc chơi vì cạn dòng vốn chẳng hạn. Cụ thể là các cái token kiểu yield bearing đi ha. Yield bearing tức là những cái token kiểu như là có thể tích lũy lãi suất vào trong cái token đó luôn á. Rồi những cái stablecoin chẳng hạn thì nó cũng đã có cái debug, và nó debug trong một khoảng thời gian rất là lâu. Đó, thì cái đó là cái hiện trạng mà chúng ta có thể thấy được, tức là cái sentiment của thị trường hiện tại họ cảm thấy là cái mức debug hoặc là những cái mức gọi là mình dùng cái từ gọi là undervalue đi, cái định giá của cái tài sản đó, mặc dù nó đã giảm rất sâu so với cái neo giá mặc định, nhưng mà người dùng vẫn không quá mạnh mà với cái việc là tôi sẽ đổ tiền vào và mua những cái tài sản này hoặc là mua những cái token này. Thì cái đó là cái gạch đầu dòng thứ hai liên quan đến cái sentiment của thị trường. Rồi cái thứ ba là câu chuyện là liệu nó có đi xuống nữa hay không. Đó, thì cái này thì chắc chắn là nhiều anh em sẽ quan tâm cái câu chuyện này. Nhưng mà thực sự ra thì về cái khía cạnh này á, mà cá nhân mình không dám đưa ra bất cứ cái nhận định gì cả. Chúng ta biết là thị trường nó đang đi xuống, nhưng mà không có nghĩa là ngày mai nó sẽ đi lên. Thì đây là cái gạch đầu dòng thứ ba, tức là mình muốn nhấn mạnh là chúng ta biết được cái bối cảnh hiện tại của thị trường để chúng ta có những cái theo dõi nó sát với thực tế hơn, chứ nó không phải là cái công cụ để chúng ta đưa ra cái dự đoán là thị trường nó sẽ tăng vào ngày mai hay là tăng vào một tháng tới. Thì cái cách tiếp cận của chúng ta thì có thể đó là theo dõi những cái dự án mà họ làm vẫn ổn định, tốt, cấu trúc sản phẩm họ ok, tức là họ vẫn có những cái đầu mối partner các thứ nó ổn định để họ gọi là họ neo vào nhau, họ nương tựa vào nhau trong cái giai đoạn này, thì có thể tìm ra những cái dự án đó. Và chắc chắn rồi, thì khi mà thị trường nó cái sentiment, cái tâm lý chung nó đang rất là yếu như thế này, thì chắc chắn nó sẽ có một cái mức ở đó, những cái mức discount, những cái mức chênh lệch giá cho chúng ta. Thì mình nghĩ đó là cái cách tiếp cận mà nó phù hợp hơn rất nhiều, và chúng ta có thể quản lý được cái rủi ro của mình tốt hơn rất nhiều so với việc là chúng ta dự đoán là đây là đáy và thị trường sẽ tăng ngay từ cái điểm này chẳng hạn. Đó, thì đó là cái ba cái gạch đầu dòng mà mình quan sát được, và cũng như là cái cách tiếp cận của mình với cái giai đoạn này. Và thực ra thì trong những cái trao đổi ý như thế này với Nguyên á, là mình nhớ đến một cái blog, bài viết của anh Lệ Lưu, là co-founder của Kyber. Anh viết cái này thì cũng một thời gian rồi, từ cuối năm ngoái, cuối tầm tháng 12 năm 2022 ấy, sau cái đợt mà FTX sập, xong rồi là tất cả mọi thứ kiểu cảm giác như là đến lúc đấy thì chạm đáy rồi. Thì anh có viết, mà mình nhớ cái đại ý á, có một cái đoạn mà anh nói rất là hay về cái câu chuyện là xây dựng sản phẩm của Web3. Thì cái ý mà anh Lợi nói trong cái blog đấy á, là mặc dù là
thị trường crypto trong khoảng 2-3 năm qua có một cái xu hướng là ném hết tất cả những gì về về web 2 qua ra ngoài cửa sổ, xong rồi là để mà build cái web 3, tức là những cái gì mà web 2 làm được thì coi như là họ làm lại ở trên web 3, giống như là cái câu chuyện là chế lại cái bánh xe nhưng mà lắp cái blockchain lên cái bánh xe đấy vậy. Nhưng mà anh Lợi cũng có nói là có những cái bài học mà mọi người, những builder ở trong web 3 có thể học được từ câu chuyện của web 2, như là cái việc là xây dựng một cái trải nghiệm người dùng tốt, quản lý sản phẩm, đưa ra những cái quyết định dựa trên data chứ không phải là đưa dựa trên cảm tính, và cũng như là làm những cái due diligence về những cái project mới thật là cẩn thận. Cái này thì chủ yếu là dành cho VC, dành cho những bên investment thôi, nhưng mà với người dùng á, thì hoàn toàn cũng có thể sử dụng những cái quan điểm này, những cái nốt này để cho cái việc mà tìm kiếm dự án của mình. Và cũng có một cái tweet của Alex là founder của Nansen á, thì ông cũng có nói là crypto á, cái thị trường này á, không nên dựa vào ideology, là tiếng Việt là gì nhỉ? Lý tưởng hả? Hay là là lý tưởng. Không nên dựa vào PR, không nên dựa vào những cái chiêu trò marketing, không nên dựa vào những founder dự án mà được xem như là idol giới trẻ để mà đạt được cái mức độ mass adoption, là được tiếp nhận rộng rãi. Mà cái thứ quan trọng nhất là một cái product mà tốt hơn gấp 10 lần những cái gì đang tồn tại hiện tại. Và thực ra cái câu chuyện mà để làm được những cái thứ đấy nó không dễ. Nhưng mà ít ra thì nó cho chúng ta được những cái tiêu chuẩn về những cái dự án ví dụ under value mà như Nguyên đang nói trong thời điểm hiện tại. Thì nó quay lại một cái vấn đề thôi, đó là một cái câu chuyện cốt lõi thôi, đó là cái vấn đề bạn xử lý nó là cái gì. Cái vấn đề cái vấn đề mà người dùng cần bạn xử lý là gì và họ sẵn sàng trả tiền cho cái vấn đề đó là gì, thì chúng ta có thể nail vào những cái thứ như vậy để có thể nhìn lại cái câu chuyện hiện tại của thị trường thôi. Cái vấn đề đó thực sự nó cũng không cần thiết là nó phải ideal, tức là nó hoàn hảo, nó cũng không cần phải, nhiều khi nó là một cái nhu cầu về, như mình có đề cập hồi nãy, ví dụ là nó là một cái nhu cầu về trade thôi chẳng hạn. Nhu cầu về kiếm profit, kiếm thêm một cái nguồn income mới cho cái cuộc sống thường ngày thôi, thì nó đã là một cái nhu cầu rồi và nó là một cái vấn đề cần giải quyết rồi. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta có thể thấy là chúng ta hay nói đùa với nhau là các cái sàn hoặc là những cái bên cung cấp cái nền tảng để người ta giao dịch thì họ lúc nào cũng có một cái nguồn doanh thu đủ để họ dễ dàng vượt qua những cái bear market là như vậy, tại vì rõ ràng là cái nhu cầu trade nó đang ở đó và chúng ta không thể gọi là ignore nó được, không thể gọi là khước từ nó được. Và nó là một cái động lực cơ bản để bất cứ ai tham gia một cái thị trường tài chính nào họ cũng sẽ có những cái động lực đó. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, thì nếu như mà có được những cái vấn đề mà nó ideal hơn, tức là nó lý tưởng hơn chẳng hạn, nó không có quá là, nó mang tính chất gọi là sinh tồn quá, thì nó vẫn sẽ là một cái vấn đề hay hơn để giải quyết chẳng hạn. Ví dụ vậy. Thì nói tiếp về cái câu chuyện là các dự án họ cần phải giải quyết một cái vấn đề là như vậy. Tức là Nhưng mà quay trở lại câu chuyện về resale chẳng hạn, đi nói mãi câu chuyện về sàn, nhưng mà thực ra là bây giờ mọi người nghe xong mà mọi người tìm cách đầu tư vào sàn thì nó cũng không phải là không thể nào ấy được, tại vì mô hình kinh doanh và nói là giá token đi, thực ra nó không có liên hệ mật thiết với nhau lắm. Quay trở lại câu chuyện mà Nguyên nói là có những cái dự án trong thời điểm hiện tại đang bị undervalue, thì thực ra là những cái metric mà để mà mình đánh giá được một cái dự án đang bị undervalue nó là như thế nào, tại vì thực ra là với tài chính truyền thống chẳng hạn đi, thì sẽ có doanh thu, sẽ có lợi nhuận, sẽ có dòng tiền các thứ để đánh giá. Nhưng mà với crypto, với DeFi chẳng hạn đi, đó là cuộc chơi của những con số trong tương lai, thì với Nguyên thì đâu là những cái tiêu chí hoặc là những cái case nào mà mình nghĩ là có thể gọi đấy là undervalue? Ok, chắc là mình sẽ có một cái ví dụ cụ thể đi ha. Thì chắc là nhiều anh em theo dõi các cái bài viết cũng như là những cái notes, những cái ghi chú mình có chia sẻ ở trên Coin68, thì cũng thấy một cái ví dụ nó xuất hiện khá là nhiều thời gian gần đây, nó là cái stablecoin GHO. Thì cũng chia sẻ với anh em một lý do tại sao mà mình chọn nói nhiều đến cái case này. Tại vì nếu như mà chúng ta nói về một cái concept, về nó khá là trừu tượng, như kiểu là định giá một cái thứ gì đó nó là under hay là overvalue á, thì mà không có một cái ví dụ thì nó sẽ khá là khó để hình dung.
như Phong có nói hồi nãy. Nhưng mà nếu như mà ví dụ như là chúng ta đem một cái token mà nó có cái tính biến động chẳng hạn, nó biến động vài chục phần trăm chẳng hạn, thì mà chúng ta đem đi bàn cái câu chuyện là under hay over ấy, thì thực ra nó không có đủ dữ kiện foundation ở dưới để chúng ta đưa ra một cái định giá chẳng hạn đó. Thì những cái token hiện tại, những cái token nói chung ở trong thị trường thì nó không có đủ yếu tố đó, không có đủ cái yếu tố nền tảng để chúng ta đưa ra được cái nhận định là nó under hay over, mà phần lớn nó vẫn thiên về cái khía cạnh là sentiment cũng như là narrative nhiều hơn. Thì đó là lý do tại sao mà mình thường hay chọn một cái case là một cái stablecoin là như vậy. Tại vì định giá của stablecoin thì nó là như thế, nó luôn luôn sẽ, người ta sẽ phải mặc định là một. Thì bây giờ chỉ cần biết là bây giờ giá thị trường nó là 0.9 mấy chẳng hạn thì nó là under, hoặc là giá nó lên trên 1 mấy chẳng hạn thì nó là over, thì nó sẽ dễ hình dung hơn và nó cũng đỡ mang tiếng là sẽ kèo hơn. thì rồi thì cũng hơi dài dòng một xíu, thì back lại cái câu chuyện của cái ví dụ đi, là cái GHO đi, thì chúng ta thấy là rõ ràng là AV là một cái đơn vị họ có những cái phát triển, nó có một cái giai đoạn cũng rất là dài, họ duy trì từ cái giai đoạn là từ cái DeFi Summer đầu tiên cơ đó, thì từ năm 2020 gì đó tầm đó, thì họ đã có những cái vị thế nhất định ở trong thị trường rồi, cái mảng lending của họ thì cũng khá là dominate và nó có thể bổ trợ cho những cái sản phẩm ví dụ như là stablecoin mới đây của họ. Rồi back lại cái câu chuyện là họ đi back nhiều hay không, đúng không, thì cũng phải hình dung được là cái tại sao họ đi back, tại sao cái stablecoin nó đi back, họ làm cái gì, cái chiến lược của họ là cái gì mà khiến cho cái stablecoin của họ nó bị đi back. Thì nếu như mà họ đã chấp nhận cái chiến lược đó rồi thì họ đảo ngược cái cách làm nó lại thì nó sẽ về lại chỗ cũ thôi. Ví dụ như vậy, ví dụ như là họ hạ cái lãi suất để họ tấn công DAI chẳng hạn, tấn công gọi là Vampire DAI chẳng hạn, thì bây giờ họ đảo ngược cái quy trình lại, họ nâng cái lãi suất lên thì cái back nó sẽ tự động nó hồi về, nó theo cái đúng cái quy luật của nó, tức là cái quy luật của cái tỷ lệ lãi vay đó, thì người dùng họ sẽ có những cái động cơ để họ tự động họ điều chỉnh cái tỷ giá của cái token đó về lại đúng cái chỗ cũ. Thì chúng ta sẽ phải theo dõi những cái yếu tố như vậy và phải make sure được là cái dự án nó sẽ vẫn còn tồn tại, chứ không phải là mua xong rồi cầu là dự án nó không có tất nhiên là sẽ có cái rủi ro đó, đúng không, tức là crypto mà không ai nói trước được, nhưng mà chúng ta sẽ phải có những cái nghiên cứu làm sao đó để giảm thiểu những cái rủi ro về mặt là lâu lâu dự án lăn ra nó ngưng hoạt động thì nguy hiểm quá. Rồi ví dụ như là trong thời gian tới chẳng hạn, thì chúng ta thấy là trở lại với cái câu chuyện là incentive đi, thì nãy Phong có đề cập đến từ khóa là incentive và rant, đúng không, thì thời gian gần đây chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái rants của Optimism chẳng hạn, hoặc là incentive thì Metis họ cũng có một cái incentive mới đây, hoặc là Arbitrum. Arbitrum thì mới đây họ cũng đã thông qua một cái đề xuất là sẽ có một cái rant đâu đó tầm 50 triệu ARB chẳng hạn, thì nó sẽ là những cái kích thích về mặt dòng tiền thanh khoản cho các cái dự án ở trong hệ sinh thái đó, thì chúng ta có thể theo dõi những cái chi tiết đó để tái định giá lại các cái dự án chẳng hạn. Ví dụ như nhiều cái dự án á, họ sẽ có những cái, tức là cái vấn đề của họ nằm ở thanh khoản chứ vấn đề họ không nằm ở cấu trúc sản phẩm chẳng hạn. Ví dụ như cái cấu trúc nó đang đúng, nó vận hành đúng và họ đang có những cái setup bull nó ok, nó phù hợp, nó logic, nhưng mà cái vấn đề của họ chỉ là nó thiếu cái thanh khoản, thiếu cái incentive, thiếu cái mức độ sôi động của thị trường chẳng hạn, thì đâu đó nó sẽ khiến một vài cái token nó bị giảm hoặc là nó đi back. Thì đó là những cái yếu tố mà chúng ta có thể theo dõi để chúng ta gọi là tự pick ra những cái gọi là mình tạm dùng một cái từ nó rất là thu hút, đó là cái từ undervalue. Thì và thực ra là cái câu chuyện của những dự án mà nhận được grant của ecosystem thì nó cũng giống như là một cái câu chuyện mà ecosystem đã làm một phần cái việc review dự án cho các bạn rồi, tại vì do về cơ bản là họ có lợi ích trực tiếp khi mà
Thực ra cái câu chuyện về RAN á, thì chắc là nếu như mà có điều kiện á, thì chúng ta sẽ dành một tập riêng để nói về những cái RAN này. Bởi vì những cái RAN này nó cũng đang tuần vừa rồi thì nó cũng có một vài cái tranh luận liên quan đến việc là những cái RAN này thường thường nó hay tập trung vào những cái dự án mà đã có vị thế, hoặc là những cái dự án mà họ đã raise được các vòng rồi các thứ á. Thì họ đăng ký cái RAN này thì các cái tổ chức là nước chạy chỗ trục đúng không? Thì các cái tổ chức này thì họ sẽ đánh giá cao những cái điều đó hơn, thì bắt đầu họ RAN cho những cái tổ chức này thì nó cứ xoay vòng như vậy. Thì đó là một cái tranh cãi trong một tuần vừa qua, thì chắc là nếu mà có điều kiện thì chúng ta sẽ bàn sâu hơn về câu chuyện đó. Nhưng mà đó sẽ là topic của một ngày khác. Podcast đến đây thì chắc cũng đã dài rồi. Rất là vui khi mà các bạn vẫn còn nghe đến khúc này của DeFi Discussion, và hy vọng là những cái gì mà bọn mình trao đổi nó sẽ có một chút insight thêm cho mọi người về câu chuyện là định giá dự án cũng như là tham minh trong thị trường hay là whatsoever. Nếu mà các bạn có những cái tranh luận khác hay là những cái chia sẻ khác gì về những cái thứ mà bọn mình chia sẻ trong cái số podcast này thì có thể comment xuống bên dưới video, hoặc là nhắn với bọn mình trao đổi với mình trong group FOMO Sapien. Và rất là mình sẽ để nguyên và nói lời tạm biệt với mọi người ạ. Ok, thì cảm ơn anh em đã dành thời gian nghe đến những cái giây cuối cùng của DeFi Discussion tuần này, và hy vọng là đâu đó anh em vẫn sẽ có được những cái giá trị thú vị để mang về làm quà sau khi đồng hành cùng bọn mình trong tập tuần này ha. Rồi thì không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast tiếp theo.